trang trí là mình phải tự làm. Cái ở đây á, nếu như mình trang trí không những là mình phải tự làm mà mình còn mất 20 triệu tiền phụ phí để mà được đưa trang trí của mình vào. Ở đây hả? Vâng. Trong khi đó Sheraton ấy. Còn ở đây Sheraton nếu mà không đưa 20 triệu thì làm sao? Thì mình không được đưa trong khi ở ngoài vào. Thì họ làm đấy cho mình. Không, họ làm lấy là sẽ tùy con nói rồi nhé. Nếu như mà mình ở dưới, mình làm ở dưới chỗ sảnh vừa rồi á, thì gói của họ là có bao gồm trang trí. Nhưng menu của nó là 700 đến 900. Còn làm ở trên thì không bao gồm trang trí. Nếu thuê họ làm thì nó cũng khoảng độ 20 đến 30 triệu. Mà làm cũng không đẹp. Mà thì set menu sẽ rẻ hơn 100 nghìn, là 600 đến 800. Còn nếu trong trường hợp mà mình thuê người khác vào làm thì mình phải trả cho họ tiền phí là 20 triệu, và thêm cộng với là tiền mình phải thuê nữa. Trong khi đó Sheraton nhá, thì nếu trong trường hợp mình khách của mình từ 200 khách trở lên là nó có những cái trang trí cơ bản rồi. Mình thích thì mình thuê thêm thôi, bởi vì nó cũng trang trí nó hơi cơ bản quá. Mình thuê thêm một chút nhưng họ không tính phụ phí. Mình thuê đâu thì thuê. Thuê nó chỉ thêm độ 10 triệu thôi, đẹp ngon lành luôn. Trong khi đó ở đây mình chẳng làm gì, mình đã mất 20 triệu. Đúng không? Một điểm nữa, nếu ở Sheraton ấy, nếu như mà mình dưới 200 khách thì đồ uống mình phải tự lo. Và họ tính phụ phí khi mình tự mang đồ uống vào. Thế nhưng nếu làm như vậy thì mình có một ưu điểm. Mỗi bạn nhỏ có vai đúng không? Làm như vậy có ưu điểm, đấy là cái đồ uống mình tự lo ấy, nó sẽ rất là xịn. Có lẽ chọn đồ xịn thì nó cũng chẳng chênh bao nhiêu đâu bố, so với cái kia ấy. Thế nhưng mà nếu trong trường hợp mình mà khách từ 200 khách trở lên ấy, thì có một tiếng là miễn phí đồ uống. Sau cái tiếng đấy mới vào tính phí. Thế thì mình thích ấy, thì mình mua lấy một két của mình. Xong sau tiếng đấy mình dùng nước của mình. Đúng không? Mà chỉ một tiếng đồng hồ mà. Vâng, ăn thì chỉ một tiếng thôi mà. Nếu mà có phát sinh nó sẽ không nhiều. Giá ở Sheraton nó là có 675 nhưng mà nó không bị tính, nhưng mà nó bắt là phải tính, nhưng nó bắt phải tính VAT cộng phí phục vụ. Đâm ra nó mới đổi lên thành 800. Nó bố nhớ ngày xưa các bác đi làm 50 đô một người. Nó tùy set menu là... nó có nhiều set menu. Con chọn set rẻ nhất. Rẻ nhất là bao nhiêu? Đấy là 675 là giá net. Còn nếu cộng cả VAT và phí dịch vụ nữa nó vào khoảng 79 mấy đấy, là 800. Vì 50 đô bây giờ là hơn 1 triệu. Nhưng nó có set menu khác, nó có mấy set menu của... Nó có set menu 50 đô hả? Set menu đấy, giá net của nó khoảng 900 rồi. Thì cộng lên cái kia nữa thì nó cũng phải vào tầm độ 1 triệu mấy đấy. Tầm 50 đô. Đây là cái set... Nó nhiều set menu. Menu ban đất hay sao? Sheraton mình tính rất là dễ. Nhưng ngược lại ở Lục Thủy nó mới khó tính này. Mọi người sẽ dẫn đi rất là đông.
khó vợ chồng con cái, đúng khó, rồi khó. Và nếu như mọi người mà đi đông như vậy thì cái lượng sẽ bị ngồi ra phía ngoài luôn, không phải đóng cửa vào để mà bật điều hòa hay là đấy. Hôm thì con nghĩ cái việc mà đi bảo những người ở bên kia ấy là đánh đàn vui vui hoặc là không đánh đàn nữa, tốt là không đánh để bật nhạc của mình khó. Thì con nghĩ là đơn giản, nhưng hóa ra như anh này nói là khó thì có nghĩa là khách khó. Anh đã từng yêu cầu rồi, chắc chắn là nhà hàng này đã từng yêu cầu rồi, thì họ toàn khách VIP, nhưng mà cũng không được. Vì nó là cái miếng cơm manh áo của người ta mà. Bố đã ngồi uống cà phê, bố thấy có mấy ông Tây. Tây là còn may đấy bố ạ. Ông ấy đánh đàn cứ phừng phừng phừng, ông xin được nhiều tiền. Vâng, kiểu đấy họ xin được nhiều mà. Bố ra quay phim chuẩn cho ông mà. Hôm trước bọn con còn nghe nhạc phừng phừng còn đỡ, đây còn nghe nhạc sập. Cái đàn đấy. Cái đàn chồng cũng không chuẩn lắm. Đây đánh chán mà. Chồng muốn nghe nhạc sập ở đấy. Nói chung là nốt nét các thứ là cứ loạn hết, dây trùng dây căng. Đây đang cứ phừng 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 thế mà cũng lắm người cho tiền. Đang lúc làm lễ mà lại bật nhạc, lại đánh nhạc đàn sẩm, nhạc sẩm thì thôi xong. Mình sẽ không control được. Đây là yếu tố bên ngoài. Vì nó ngoài cái sự control của con này. Nhưng mà có phương án đấy là nếu như mình muốn thì cái đấy mình sẽ đi làm, mình tự cho tiền họ luôn. Và nhờ họ trong khoảng thời gian này đứng đấy như gì cả. Như là cũng là một cách đứng đường nào. Hoặc anh giả ra chỗ khác. Anh đang nào anh ngồi đây để anh kiếm tiền đúng không? Tôi đưa tiền anh luôn. Tiền. Đây là một đúng là một cái giải pháp dễ dễ xử lý. Vâng. Vậy họ ngồi đấy vì tiền mà. Ừ, trả tiền. Tiền mình cho tiền luôn. Mà đấy không phải là... khó khăn gì. Đúng rồi, cái đấy thì con không phải khó. Trừ trường hợp là mình cứ khó tính với họ thì họ mới căng lại. Khó chịu. Chứ còn mình cho họ tiền họ. Không sao, không vấn đề gì. Bố nghĩ là có một cái lựa chọn nữa tốt. Bố cũng đi dựng những cái đám cưới, nhưng bố nghĩ cái đám cưới ở xe tận thường là nó rất là trịnh trọng và long trọng. Mà nó chuẩn. Cái không khí này nó đã, không gian này nó đã làm cho người ta thấy lịch sự hơn rồi. Lịch sự. Tuyệt vời, riêng tư nó đẳng cấp hơn. Kể cả đại hưu không bằng được. Đại hưu còn đông nữa. Sheraton thì nếu như với lượng 200 khách thì mình nên mời khoảng 220 khách để cái tỷ lệ tham gia đó là khoảng 200 khách. Sau đó con sẽ có một mâm dư dư, cái mâm dư dư dành cho 210 nếu trong trường hợp họ đến tăng lên ấy. Mâm dư dư nếu họ không đến mình không phải trả tiền. Nó thường sẽ áp như vậy, mâm dư dư không đến thì không phải trả tiền. Còn nếu như họ đến thì mình trả tiền. Thế thì con thì đang bảo với nhà Vinh. Thì Vinh bảo là thế thì Vinh cũng ok, Vinh thì đang bảo là thế thì Vinh sẽ mời khoảng độ 3 mâm ở đây. Thì sẽ cộng với con không? Thì con là đang là 177 này. Cộng với 30 đấy thì sẽ lên thành 207. Nhưng mà 30 đấy khả năng họ sẽ không đến đầy đủ. Nhưng mình cứ tính tổng cho mình trừ đi nhá. 207 rồi. Thế nhưng mà Vinh bảo là Vinh phải nói chuyện với bố mẹ nữa, tại vì nếu ở đấy thì chi phí nó sẽ rất là cao. Tại vì dù sao thì cân đối xem thấy là ở quê ấy, bố ở quê làm cỗ ấy, thì một mâm đấy chắc chỉ khoảng độ 150 một mâm đó, à triệu rưỡi một mâm, 150 một người. Nên ở đây mà lên tận 800.000 nó lệch con số rất là lớn ấy. Thì nhà Vinh mới cân nhắc thì con bảo là ở đây chỉ có 3 bàn thôi, nó không quá nhiều ấy. Nhưng mà Vinh vẫn phải bàn bố mẹ đã, xem thì xem sao. Thì nếu trong trường hợp mà Vinh mà được 3 mâm đấy của Vinh